cái đặc trưng của cái chợ nổi miền Tây Nam Bộ mình là chợ nổi tự nhiên. Tức là cái chợ nổi này nó xuất hiện, nó xuất phát từ cái nhu cầu giao dịch trao đổi hàng hóa. À, rồi sau này cái du khách mới đến để mà tham quan. Thời điểm lúc này là 4 giờ sáng, còn rất sớm nhưng đã là lúc các chủ ghe tàu bắt đầu cho việc trao đổi mua bán hàng hóa. Điểm để nhận biết ghe hàng này bán hàng hóa gì là hình ảnh cây bẹo chào hàng. Đó là nhìn vào các sản phẩm được treo trên mui ghe hay là treo trên cây sào cắm ở đầu mũi ghe. Ví dụ như ghe này bán khóm thì sẽ treo trái khóm, treo bắp cải tức là ghe đó bán bắp cải, vân vân. Hàng hóa chủ yếu ở chợ nổi là nông sản. Thật lý thú phải không ạ? Cách quảng bá sản phẩm của chủ ghe hàng tại chợ nổi vừa đơn giản vừa dễ hiểu, chỉ cần nhìn một lần là nhận biết được ngay. Cho nên hình ảnh cây bẹo là sự sáng tạo của giới thương hồ, là quy ước trao đổi giao thương. Tươi là chủ yếu, ngoài ra còn mua bán hàng gia dụng thiết yếu. Giao dịch mua bán kết hợp buôn chuyến, chủ yếu là bán sỉ kết hợp với bán lẻ. Thủ tục mua bán nhanh gọn, dùng quay sản phẩm nhanh, chủ yếu lấy công làm lời. Hoạt động giao thương ở chợ nổi được thực hiện trên nền tảng chữ tín, hay nói cách khác là sự tin tưởng giữa người mua và người bán. Cái văn hóa trao đổi của cái chợ nổi Cái Răng cũng như là chợ nổi Đồng Bằng, nó mang cái tính đặc trưng là giao dịch mua bán trên sông nước. Đó, vì vậy nó có những cái nguyên tắc, nó có những cái quy ước mua bán như nhau mà chữ tín là hàng đầu. Là trong cái văn hóa trao đổi mua bán họ rất sòng phẳng. Ví dụ ngày xưa người ta bán chục là 14, 16, 18, 18 trái. Đó, hoặc là cân, hoặc là đo, hoặc là đông bằng lít. Thì không ít có xảy ra cái vụ mà gian lận. Liên quan đến việc mua bán, trao đổi hàng hóa giữa các chủ ghe tàu, còn có một lượng lớn xuồng chèo, xuồng máy ăn theo chợ nổi, chủ yếu là bán hàng rong, từ cơm, cháo, bánh mì, cà phê, nước uống, kể cả việc đưa rước người từ ghe lớn lên bờ. Lần đầu tiên con được trải nghiệm một cái không khí như thế này, được thưởng thức một ly cà phê rửa đá ở trên sông. Nếu mà quý vị của chúng ta có thể một lần đến với Cần Thơ thì quý vị hãy thử trải nghiệm cảm giác giống như là Tuyết Anh đang đứng ở đây như thế này và thưởng thức một cái ly cà phê, sẽ có hương vị rất khác chứ nhỉ. Chợ nổi hình thành một cách tự phát tại các khúc sông, ngã sông, tại những miệt vườn trù phú, nơi vị trí giao thông thủy có thể tỏa đi các địa phương khác một cách thuận tiện nhất. Nói một cách nào đó thì chợ nổi phản ánh sự phồn thịnh của một vùng đất. Có thể kể ra các chợ nổi nức tiếng của vùng đất Chín Rồng như chợ nổi Cái Răng, Phong Điền, thành phố Cần Thơ, chợ nổi ngã 7 Phụng Hiệp, Hậu Giang, chợ nổi ngã 5 Sóc Trăng, chợ nổi Cái Bè, Tiền Giang. Vốn dĩ chợ nổi là nơi họp chợ của giới thương hồ, người mua bán nhỏ trên sông và nông dân thu hoạch sản phẩm từ ruộng vườn đang có nhu cầu bán hàng. Và chợ nổi thực chất là một chợ đầu mối nông sản của vùng đất miệt vườn sông nước Nam Bộ. Có thể nói nghề thương hồ hình thành trên chợ nổi, và ngược lại, chợ nổi nuôi dưỡng nghề thương hồ.
một số chợ nổi đã hình thành từ hàng trăm năm nay. Khác với sự tấp nập của chợ nổi nằm giữa khúc sông Cần Thơ, chúng tôi tìm về điểm giao nhau của năm ngã rẽ, đó là chợ nổi ngã năm Sóc Trăng. Nếu cái chợ nổi Cái Răng nó mang cái tính chất bán sỉ nhiều thì chợ nổi ngã năm là mang cái tính chất bán lẻ. Đây là cái nơi mà nông dân sản xuất, cái vùng sản xuất nó kế cái chợ nổi. Cho nên mỗi sáng người dân ở cái miệt vườn của ngã năm rồi miệt rẫy của ngã năm mang hàng nông sản ra chợ bán lẻ, còn gọi là như là tự sản tự tiêu. Đó, cho nên nó những cái ghe tàu cũng vậy, nhỏ hơn để cho nó đi nhanh hơn, hàng hóa giải phóng nhanh hơn. Thì thường là cái chợ nổi hình thành từ những cái ngã ba, ngã tư sông. Nơi đây là có nhiều dân cư sinh sống. Và chợ nổi bao giờ nó cũng liền kề cái chợ nổi trên sông và chợ nổi trên bờ. Người ta đến chợ nổi giao dịch mua bán là trước hết là để mang những cái nông sản từ nhà vườn ra để bán lại cho những cái ghe thương hồ tỏa đi các nhánh sông, các cái vùng dân cư để mua bán. Từ chợ nổi ngã năm nó lại là tọa lạc chỗ là năm ngã sông. Chợ ngã năm hoạt động nhộn nhịp và sôi nổi nhất vào khoảng 3-4 giờ khuya, đến 7-8 giờ sáng là bắt đầu tan chợ. Ghe đi bổ hàng thì đổ về các ngã kênh rạch nhỏ, còn ghe lớn thì đậu đâu đó để chờ dỡ đủ hàng để đi tiếp về các chợ xa. Cũng như bao chợ ở các bến sông khác, sản phẩm chủ yếu là các mặt hàng nông sản, cây trái theo mùa trong năm. Mùa nào thì trái nấy. Ở đây vẫn còn giữ được một phần hình ảnh của ngã năm chợ xưa với ghe xuồng và vỏ lãi đậu cập bờ ken dày. Lời ăn tiếng nói ở chợ nổi này vẫn đậm nét quê. Chợ đông vui với những lời mời gọi của những bạn ghe, rồi những hàng quán di động, quán cháo, bún nước lèo, hủ tiếu, nước giải khát, phục vụ nhu cầu đầy đủ cho khách. Những hình ảnh tạo nên nét đẹp chợ nổi ngã năm khiến nhiều người đi xa vẫn nhớ về. Trong những năm qua, do phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, phương tiện đi lại dễ dàng hơn, nên xuồng ghe mua bán không còn đông đúc như xưa. Tuy nhiên, đây là điểm trung chuyển hàng hóa giữa các khu vực lân cận, từ Cần Thơ, Hậu Giang xuống Bạc Liêu, Cà Mau, nên chợ nổi ngã năm vẫn mua bán khá tấp nập. Trong những ngày cận Tết Nguyên Đán, cảnh chợ càng thêm nhộn nhịp, náo nhiệt hơn. Tìm đến gia đình chị Trần Thị Ngọc Quyền, một thương hộ đã mưu sinh trên chợ nổi hơn 20 năm. Trong không khí tất bật mua bán, nhưng chị vẫn dành thời gian để chia sẻ với ekip chúng tôi về cuộc sống của mình. Một ghe hàng bất cải như thế này, ngày thường chỉ bán khoảng 10 tấn, nhưng vào những ngày giáp Tết thì lên đến 30 tấn mỗi ngày. Cái này ở cái sắp Sóc Trăng, nhưng mà mình xuống đây mình bán ở đây. Cũng là như hồi đó mình ra riêng rồi mình xuống bán, từ chợ xuống đây mình bán rồi mình thấy cái chợ này mình mến, ở đây bán hoài luôn. Nói chung ra 10 năm trước cũng nhờ ở đây, cũng như mình mới ra riêng đồ mình làm ăn rồi xuống đây chạy là Tết là không biết đường tả, nó rất là vui, đông dữ lắm luôn, như là đâu có đi xe đâu, ghe không luôn vậy đó. Bán đi xong thì nó thoải mái nè, ghe cộ dễ, tới lui chuyền qua. Rồi dưới mình cũng muốn bán hoài. Theo những người dân thương hồ ở vùng này, chợ nổi ngã năm xưa còn náo nhiệt hơn thế. Đặc biệt những ngày cận Tết Nguyên Đán, các ghe xuồng ken cứng một khúc sông. Ngày nay với sự phát triển mạnh của giao thông bộ, các chợ nổi của miền Tây Nam Bộ ngày càng suy yếu. Vì lẽ đó, chuyện mưu sinh của giới thương hồ cũng ngày một khó khăn hơn. Nghĩ đến sự phồn thịnh của chợ nổi ngày xưa, không ít người bồi hồi tiếc nuối. Từ lúc cỡ 5 năm trở lại đây là bán rồi, nói chung là đủ ăn thôi. Chợ nổi tại vì nếu mình sống nghề mưu sinh mà, thì cũng phải gán đeo thôi, chứ còn kiểu như thấy chợ nổi bây giờ thấy bán cũng hơi chậm lắm mà.
kinh tế nó hơi là eo hẹp lại chút xíu. Thì nói chung á, nghề mưu sinh này bán cũng 17, 18 năm rồi, cũng yêu nghề rồi. Nghỉ thì cũng không được, chứ gắn bó với bà con nữa. Thì cũng mong chợ nổi mình sao mà nó được sum họp như hồi trước á. Để ổn tỏ cũng thích cho những mình phải có cái chợ nổi phát triển. Mà một hai nữa cái kinh tế của mình nó cũng phát triển. Mở đầu của chợ nổi là vì mục đích kinh tế. Theo thời gian, chợ nổi không những là điểm hội tụ về giao thương mà còn đi vào tâm khảm của người dân vùng sông nước miệt vườn để trở thành địa chỉ về văn hóa, là điểm đến của mỗi chúng ta khi hành trình về đất phương Nam. Nơi hội tụ về văn hóa lại trên dòng chảy của sông thì quả là một điều hiếm hoi, không cần phải quy hoạch rồi xây dựng nọ kia. Đúng nghĩa quần chúng sáng tạo ra văn hóa là vậy. Chợ nổi không chỉ là nơi giao thương trên sông mà còn là điểm đến để tham quan, để nghiền ngẫm về một nhịp sống mang hơi thở của người dân vùng biệt vườn sông nước Cửu Long. Quan tâm phát triển chợ nổi cũng có nghĩa là quan tâm đến lợi ích của cộng đồng cư dân đang hàng ngày lênh đênh trên sông nước. Họ như những con ong cần mẫn, lặng lẽ đưa mật ngọt từ ruộng vườn, ao cá của châu thổ Cửu Long lan tỏa đi khắp mọi miền Tổ quốc, đưa chợ nổi thoát khỏi tính chất kinh tế đơn thuần và nâng tầm thành những giá trị văn hóa cho cả vùng đất sông nước miệt vườn Nam Bộ. Tạm biệt chợ nổi, tạm biệt những con người chân chất, phóng khoáng, trọng nghĩa tình. Hẹn gặp lại chợ nổi lần nữa và nhiều lần nữa.